Chính cái danh không của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không.